Sư cho con hỏi chuyện hoa U Đà mấy ngàn năm mới nở và Phật xuất hiện có đúng theo kinh Nguyên Thủy hay không? Nó có hai, giờ sư nói một số cái trường hợp. Thứ nhất là hoa U Đà. Cái này á là cái trứng côn trùng ha, quý vị thấy rất là nhiều. Xin thưa nếu mà 3.000 năm, đây là 3.000 năm nở một lần mà sao mà nó tùm lum hết trơn. Cái này là cái trứng của con côn trùng ha. Đây, loài hoa được cho là hoa U Đàm này thực chất chỉ là trứng sinh vật bậc thấp, chưa có cấu trúc mô. Nó thực chất là nấm nhầy đến kỳ sinh sản. Nó sẽ tạo ra các thể sinh sản mang bào tử, đến khi gặp nhiều điều kiện sẽ sinh sôi và nảy nở. Nói chung nó là một cái trứng của một cái loài nấm hoặc là một cái loài sinh vật nào đó ha. Cho nên á, là làm ơn đừng có tin mà mấy cái tấm hình này ở trên mạng rồi người ta đồn đãi tùm lum hết ha. Xin thưa đó là cái này quý vị nhiều lúc bà con Phật tử chúng ta thấy nó ở gần chùa hoặc là ở trong nhà chúng ta cứ đồn đãi lên, chúng ta kêu là hoa U Đàm. Chứ còn sư giả sử như cái này mà nó mọc ở trong nhà thờ thì quý vị tính làm sao hả? Nó mọc ở trong một cái giáo đường đạo hồi quý vị tính làm sao hả? Cái này nó chỉ là một cái loại nấm thôi, mà có khi á, có sư còn thấy là có nơi thì có một cái con côn trùng, có một cái con côn trùng nó cũng đẻ ra mấy cái thứ y chang vậy nè, nó cũng đẻ mấy thứ y chang vậy. Thành ra là đừng có theo cái lời đồn ha, theo cái lời đồn nó không có nên biến chúng ta thành những con người dễ bị dụ như vậy nha. Đó, tại vì khi mà chúng ta những cái thông tin như thế này mà chúng ta cũng bị dụ á, thì những cái thông tin bất kỳ thông tin gì chúng ta cũng dễ bị dụ. Đừng để chúng ta là một con người nhẹ dạ cả tin, ai nói cái gì cũng tin ha. Và khi chúng ta trở thành một con người nhẹ dạ cả tin á, thì tự bản thân chúng ta là người thiệt thòi mà thôi. Còn khi mà hỏi cái hoa U Đàm mà bao nhiêu mấy ngàn năm mới nở đó, để cái sư gì chờ sư tí xíu. À, chờ sư tí xíu, sư mở cái tài liệu để coi cái tên Pali của nó có đúng như vậy hay không. Thì ở cái cõi trời Đao Lợi đó, nó có một cái cây tên là cái Parichataka. Đó, Parichataka, thì sư nghĩ là các cái vị Hán á, họ mới phiên âm là U Đàm Bà La ha. Parichataka, họ phiên âm thành U Đàm Bà La. Đó, thì cái cây này đó, thì qua một cái thời gian, qua một thời gian là bao nhiêu ngàn năm đó, thì nó sẽ nở ở cái cung trời Đao Lợi một lần. Và đây là một cái kỳ quan, một cái kỳ quan của cung trời Đao Lợi. Nó là một cái kỳ quan rất là đẹp, cây này rất là đẹp. Đó, và nó là cái một cái sản phẩm của cung trời Đao Lợi, chứ nó không có dính dáng gì tới Phật pháp này hết. Phật có xuất hiện hay Phật không xuất hiện thì cái cây đó nó vẫn nở. Và cái thời gian xuất hiện của cái cây này nó chỉ có vài ngàn năm thôi, nó vài ngàn năm thôi. Còn và trong vài ngàn năm đó nó không đủ để cho một vị Phật xuất hiện, không đủ để cho một vị Phật xuất hiện. Thời gian cách khoảng cách của một vị Phật á, là một vị Phật sư nói nè, một vị Phật ra đời, giáo pháp của một vị Phật á, là sẽ tồn tại cho tới khi mà giáo pháp đó biến mất, chánh pháp biến mất. Khi mà không còn ai biết đến chánh pháp nữa thì khi đó mới có cơ hội cho một vị Phật mới ra đời. Mà nói một vị Phật mới ra đời thì cũng không đúng, mà cơ hội cho một vị Bồ Tát chánh đẳng giác thành tựu quả vị Phật chánh đẳng chánh giác. Mà thời gian mà từ cái vị một vị Phật này xuất hiện cho đến khi chánh pháp của vị Phật đó lụi tàn, rồi đến khi mà vị Phật kế tiếp mà xuất hiện đó,
có khi nó cách nhau cả A tăng kỳ, cả một A tăng kỳ. Và cái khoảng thời gian đó đủ cho cái hoa ưu đàm cùng mà quý vị đang nói đó, nó nở rồi nó tàn, nó nở nó tàn cả triệu lần, cả tỷ lần, cả vô số lần ha. Cho nên á, là hai cái chuyện này nó không dính dáng gì với nhau. Nó giống như là trong một trong một ngày, trong một phút thì nó sẽ có cái dây thứ có một cái dây gọi là dây thứ nhất, đúng không? Dây giờ phút giây đó, trong một phút thì nó sẽ có một cái dây, dây đầu tiên thì mình gọi là dây số 1, cho tới dây số 60 là nó quay trở lại. Thì trong một phút nó sẽ có một lần như vậy, một lần như vậy xuất hiện một dây số 1. Một giờ thì có 60 phút thì có nghĩa là có xuất hiện cái dây thứ nhất đó 60 lần. Đó. Rồi như vậy đó. Thì chúng ta sẽ hỏi là cái thời gian nào mà để tới cái hồi mà đêm giao thừa, nó có phải là mỗi một lần xuất hiện dây thứ nhất là sẽ xuất hiện là sẽ có cái đêm giao thừa hay không? Hoặc là chúng ta sẽ hỏi là có phải là mỗi một lần dây thứ nhất xuất hiện thì sẽ có một cái ông tổng thống đắc cử, đắc cái kết quả bầu cử ở Mỹ hay không? Thì cái câu hỏi đó rất là ngớ ngẩn, bởi vì chỉ đơn giản là cái hai cái thời gian đó nó không dính dáng, không ăn nhập gì với nhau hết. Mỗi một phút thì nó sẽ có một dây, một cái dây đặc biệt đó. Và một ngày như vậy đó, là một ngày 24 giờ, một giờ có 60 phút thì 24 nhân cho 60 thì nó sẽ có bấy nhiêu đó lần xuất hiện của cái dây đó, cái dây đặc biệt đó. Nhưng mà bao nhiêu năm thì mấy ông tổng thống mới đắc cử một lần. Nếu mà mình thì mình cứ đồn đãi là mỗi chúng ta đồn với nhau là mỗi lần một cái dây thứ nhất nó xuất hiện thì một ông tổng thống Mỹ đắc cử, thì nó không liên quan gì với nhau và nó rất là vớ vẩn. Cho nên á, cái chuyện mà cái hoa ưu đàm nó xuất hiện thì nó không có dính dáng gì với cái chuyện mà một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện hết.